combo bánh tráng 299k sẽ có những gì? Đây nha mọi người, combo 299k sẽ gồm có là nửa ký bánh tráng nha. Sẽ tặng cho mọi người là hai chai sữa gạo, thấy có đồ tặng là mê hả? Rồi, mấy bạn có thể chọn là một chai sách tắc hoặc là một chai ớt rim. Rồi, một hũ hành phi nửa ký. Nice. Hũ hành phi siêu bự luôn, hành phi bên chỗ này rất là ngon. Độc đáo nhất trong cái combo bánh tráng này đó chính là hũ hành phi siêu bự. Lý do mà mình biết được phi tại nhà là tại vì ở phía dưới đây nó ván dầu ở dưới đây nè mọi người. Hành phi rất là thơm luôn, siêu thơm. Trời ơi, siêu thơm mà siêu giòn luôn mọi người ơi, được trộn cùng với lại con ruốc và hành lá. Trời ơi, hành phi bên chỗ này quá ngon. Ngồi ăn không hành phi được luôn á. 400g bơ nữa nè mọi người. Tôi có mua thêm một hũ nửa ký nữa nè. Cuốn bánh tráng ăn liền nha. Trời đất ơi, bé thích nhất là được ăn cuốn bánh tráng đầy ủ bơ như này nè. Mọi người có tin là mình cắn một cái thôi, cái vị hành phi nó thơm mà nó giòn rụm, nghe rất đã tai luôn. Mua hàng thì nhớ nhấp vào giỏ hàng bên tay trái giùm em nha, mãi yêu.